Tới dự lễ khai trương chuyên trang thương hiệu quốc gia tại trụ sở Báo Nhân dân, các đại biểu, trong đó có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, đánh giá chuyên trang này sẽ là công cụ đắc lực trong việc quảng bá hình ảnh và nâng tầm vị thế của doanh nghiệp Việt Nam. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, quảng bá, thời gian qua, Bộ Công Thương đã tích cực phối hợp với Báo Nhân dân triển khai xây dựng chuyên trang thương hiệu quốc gia trên Báo Nhân dân điện tử. Với sự nỗ lực của cả hai bên, sau gần một năm triển khai thực hiện, đến nay, chuyên trang thương hiệu quốc gia đã hoàn thành, chính thức đi vào hoạt động. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự hình thành kênh cung cấp thông tin chính thống về các hoạt động chung của chương trình thương hiệu quốc gia và các hoạt động nổi bật của doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia, giới thiệu, quảng bá về doanh nghiệp, sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia, qua đó nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp, đồng thời xây dựng, quảng bá hình ảnh Việt Nam là một đất nước có uy tín về hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tăng thêm niềm tự hào, sức hấp dẫn về đất nước, con người Việt Nam. Trân trọng cảm ơn Báo Nhân dân đã có những cái phối hợp chặt chẽ trong việc là tuyên truyền quảng bá, và đặc biệt là Báo Nhân dân là một cái kênh ngôn luận chính thức của Đảng, thì điều này có cái ý nghĩa vai trò cực kỳ quan trọng trong việc là truyền thông quảng bá, nhận thức đúng tới là công chúng và xã hội trong cái việc là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp, trách nhiệm của mỗi người dân, trách nhiệm của mỗi cơ quan chính phủ truyền thông quảng bá những cái sản phẩm tốt, sản phẩm uy tín của quốc gia chúng ta, và qua đó thì xây dựng một cái hình ảnh quốc gia Việt Nam là một cái hình ảnh Việt Nam hùng cường, tự lực tự cường, và đặc biệt là trong bối cảnh là kỷ nguyên mới Việt Nam vươn mình để mà xây dựng phát triển đất nước. Thông qua kênh truyền thông chính thống và đa phương tiện, chương trình thương hiệu quốc gia có cơ hội truyền tải rất nhiều thông điệp, trong đó ngoài thông điệp chính là nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò quan trọng của thương hiệu trong sản xuất kinh doanh đầu tư và đặc biệt là quảng bá thương hiệu quốc gia tới thị trường thế giới, thì thông qua đây, Bộ Công Thương còn có thể tiếp nhận được những đóng góp của công chúng, xã hội về những giải pháp, biện pháp để thực hiện hiệu quả hơn nữa chương trình thương hiệu quốc gia, từ đó hoàn thiện chính sách trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp, hiệp hội xây dựng, quảng bá thương hiệu, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia.